Một Phật tử nữa hỏi: Kính bạch Thầy, con là Nguyễn Thị Vân ở Đắk Lắk. Gia đình con có một người con trai năm nay 22 tuổi, cháu bị bệnh nặng, nằm liệt giường đã 13 năm nay. Chân tay bị rút co quắp, chỉ nằm im không lật được người. Đêm, cháu thường bị co giật, la hét suốt đêm, vô cùng đau đớn. Như trong kinh Địa Tạng nói, cầu chết không được, cầu sống cũng không xong. Chồng con thì phải đi làm thuê ở xa nhà. Bản thân con thì bị bệnh viêm đa khớp, bàn chân phải ngồi một chỗ gần một năm nay. Mà nhà con chỉ có hai mẹ con chăm nhau, vì quá kiệt sức, con đã định tự tử chết mấy lần. Xong tình cờ con được biết đến Phật Pháp, con biết là tự tử bị đọa địa ngục, nên con đã từ bỏ ý định đó. Và hai mẹ con cứ sống vật vờ cho qua ngày hôm nay. Con cầu xin Thầy cứu giúp gia đình con, Thầy chỉ dạy cho con phải làm thế nào để cho con trai con bớt co giật và bớt đau đớn ạ. Con muốn xin một ít nước lọc cúng Phật để mang về cho con trai con uống, có được không ạ? Ngày 25 này, Thầy có thể cho con gặp trực tiếp Thầy được không ạ? Con chỉ xin Thầy 10 phút thôi ạ. Trường hợp này có thể cho thêm 5 phút nữa. Đây gửi cả ảnh của con trai, bệnh rất là nặng. Cái này thì cũng phải xin chia sẻ với Phật tử Vân ở Đắk Lắk như thế này. Tất cả những sự an vui hay thống khổ của kiếp người đều do nhân quả ba đời, do nghiệp duyên của chúng ta gieo tạo ở đời trước kiếp trước mà thành vậy. Không phải rằng là đời này mình không muốn khổ là nó hết khổ đâu. Cho nên ở đây chúng ta biết rằng Đức Phật sở dĩ Ngài gọi thế giới của chúng ta là cõi gì? Cõi Sa Bà. Vì sao Ngài gọi là cõi Sa Bà? Chứ Sa Bà là tiếng Phạm, dịch á, sang tiếng Trung Hoa có nghĩa là gì? Kham nhẫn. Hiểu theo tiếng Việt Nam chúng ta là gì? Kham có nghĩa là kham khổ, nhẫn có nghĩa là nhẫn nại, là chịu đựng. Chúng ta phải kham khổ, nhẫn nại, chịu đựng. Vì vậy mà Đức Phật khi mới thành Phật, buổi thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật, Ngài tuyên thuyết cho gì? Năm anh em Âu Kiều Trần Như, Ngài nói về gì? Bốn chân lý. Bốn chân lý đó là gì? Là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Vì sao Ngài không nói diệt đế và đạo đế trước? Mà Ngài nói gì? Nói về khổ đế trước. Bài pháp thoại đầu tiên Ngài độ cho năm anh em Kiều Trần Như để thành lập lên ngôi Tăng Bảo, khiến cho thế gian có đầy đủ ba ngôi báu, đó là Phật, Pháp và Tăng. Bài pháp đầu tiên Ngài nói đó là tứ diệu đế khổ tập diệt đạo, các quý vị. Nói về khổ, Đức Phật nói rằng thế gian này có vô lượng, vô biên những nỗi khổ. Nói thâu lại, gọn lại thành gì? Thành pháp số. Đức Phật nói gì? Có 8 nỗi khổ. 8 nỗi khổ đó là gì? Là sinh khổ, già khổ, bệnh khổ và chết khổ. Cầu mong không được, vừa lòng tọa ý là khổ. Yêu thương mà phải chia lìa là khổ. Oán ghét mà phải chung sống sum họp với nhau là khổ. Và năm ấm không hòa hợp, sinh ra các gì? Các bệnh là khổ. Đó là 8 nỗi khổ thay nhau, hoặc là tuần tự, hoặc là gì? Đắp đổi, hoặc là lộn tùng phèo để nấu nung gì? Chúng sinh ở thế giới
sa bà kham nhẫn này. Sinh là khổ chúng ta biết rồi, già khổ. Có các cụ ở đây rất nhiều, các cụ, các Phật tử lớn tuổi, khổ về tuổi già. Làm sao đây? Trước đây còn trẻ, chúng ta muốn đi đâu thì đi, nay muốn đi, tâm ý muốn đi, nhưng cái chân nó có nghe lời không? Cái mắt nó có nghe lời không? Không, cái lưng nó cũng chẳng nghe lời nữa, mà đặc biệt là cái chân. Trước đây còn trẻ dùng hai chân, có thể gì? Chạy bộ, đi hàng mấy chục cây số, gánh trên vai rồi hàng mấy chục cân, vẫn đi băng băng. Bây giờ tuổi già nó đến, trong Quy Sơn Cảnh Sách nói là gì? Tới khi già thời mắt lòa tai điếc, tóc bạc da nhăn, lưng gù sườn vẹo, gân chuyển xương đau, bước bước gập ghềnh, tinh thần mờ mịt. Chúng ta thấy không? Già thời mắt lòa tai điếc, tóc bạc da nhăn, lưng gù sườn vẹo, gân chuyển xương đau, bước bước thì gập ghềnh, tinh thần thì mờ mịt, nhớ nhớ quên quên. Cái khổ của tuổi già là như vậy, vì nhớ nhớ quên quên cho nên á, gặp vào đứa con đứa cháu bất hiếu nào, nó có thương chúng ta không? Không. Chúng ta bây giờ không đem lại lợi ích nữa, không đem lại gì, tiền tài của cải cho con cho cháu nữa, cho nên gặp cái đứa con đứa cháu bất hiếu, nó chỉ mong cho chúng ta gì, chết sớm thôi. Có không? Có. Thực sự là có. Trong cuộc sống này không có cái gì là nó không thể xảy ra với gì, với tất cả chúng ta. Cho nên á, cái khổ của tuổi già, cô đơn. Cô đơn không? Đặc biệt ở thành phố các quý vị. Ở thành phố, tuổi già cô đơn hơn ở nông thôn. Vì sao? Vì ở nông thôn còn gì? Tình làng, nghĩa xóm, anh em, bạn bè. Nếu ở nhà nó đi vắng hết, ta có thể gì? Sang nhà bà hàng xóm hoặc nhà ông hàng xóm để ngồi uống chén nước, tâm sự với nhau 5, 3, 10, 15, 30 phút tiếng đồng hồ, rồi về gì? Về cũng không sao. Nhưng ở thành phố, đi sao được? Nhà nào biết nhà đấy, nhà nào cũng cổng kín, cao tường, đi ra gì? Đi vào, đóng ra khép. Cho nên á, chúng ta có muốn sang nhà ông hàng xóm cũng khó. Muốn đi gì? Đi ngồi để chút bầu tâm sự với người bạn hiền của chúng ta bấy lâu gì? Cũng chẳng phải dễ. Cho nên á, thậm chí gì? Cái phòng ở dưới gặp và đứa con, đứa cháu hiếu thảo thì nó dành cho ông bà, ông già, bà già đi lại cho nó dễ, không phải leo thang. Nhưng mà gặp ở đứa con, đứa cháu gì? Nó bất hiếu. Nó gì? Nó sợ làm bẩn nhà, bẩn cửa nó, sợ làm vướng bận đến gì cuộc sống gì vợ chồng con cái gia đình nó, tầng 5, tầng 7 gì nó toát ông bà lên chít ở tên đấy, ở trên đấy gần như đóng cửa cấm cung ở trên đấy. Có không? Có. Nhiều Phật tử ở thành phố đến đây khóc, mà thậm chí là con cái còn lừa cha mẹ làm giấy ủy quyền, có cái sổ đỏ nhà cửa ủy quyền cho nó rồi. Và khi nó cầm được cái giấy rồi, bắt đầu gì? Nó bạc đãi cha mẹ, bạc đãi ông bà. Có mấy cụ Phật tử chạy lên đây xin ở đấy, xin tu đấy. Vì cái tội gì? Vì cái tội đó gì? Cái tội là trao hết tiền tài của cải tài sản cho con, cho cháu mình rồi. Cho nên bây giờ nó cầm trong tay rồi và nó gì? Nó bạc đãi. Thậm chí là 3, 4 đứa con gì? Lừa bố mẹ. Đó, 3, 4 đứa con lừa bố mẹ. Bao nhiêu đất cát nhà cửa trước đây chia cho chúng nó hết rồi, còn một cái nhà để lại cho gì? Cho hai vợ chồng ở. Nó lừa nốt. Nó lừa, nó bảo nó làm ăn rồi, nó vay ngân hàng, nó làm ăn. Bây giờ nếu mà đến hạn rồi mà không có để cắm vào thì nó phát mãi, nó lấy mất nhà thì các con và các cháu của ông bà gì? Không có chỗ để ở. Thế là thương con rồi gì? Làm cái giấy ủy quyền cho nó để đem để cắm ngân hàng để vay. Một thời gian mãi chả thấy nó mang, chả hỏi nó thì nó bảo gì? Mất hết rồi. Nhưng có mất đâu các quý vị. Nhà nó vẫn 2-3 cái ô tô, mỗi người cái xe máy SH thì hơn 100 triệu, mấy cái ô tô nó đi, nó làm ăn, nó có hết đâu. Cuối cùng khiến cho gì? Ông bà khổ cực, bố mẹ khổ cực đấy.
tuổi già mà không làm được nữa thì nó là đứa con bất hiếu, đứa cháu nghịch cảnh á, nó tìm mọi cách để nó làm chúng ta đau khổ thêm. Cho nên á, già là khổ về thân bệnh rồi, nhiều Phật tử chúng ta còn khổ cả về gì, tâm bệnh nữa. Cái đó là tâm bệnh đấy, nó sinh ra cho chúng ta gì, những nỗi khổ về về nhân luân, nhân thường, luân thường, đạo lý ở thế gian đến với chúng ta, chúng ta gì bất như ý cho nên khổ, còn bệnh nữa thì còn khổ nữa. Ví dụ đây trường hợp Phật tử gì ở Đắk Lắk, Phật tử Vân ở Đắk Lắk nói này, có con bệnh bao nhiêu năm nằm liệt giường liệt chiếu, như kinh Địa Tạng nói gì, cầu sống không được, cầu chết cũng chẳng xong, chồng thì đi làm xa, vợ ở nhà thì cũng bệnh tật, đâu có khỏe khoắn gì đâu. Cho nên có những lúc gì muốn hai mẹ con để tự vẫn, để kiết liễu đời sống cho xong, nhưng mà may mắn nghe được gì kinh Địa Tạng. Ở trong kia Phật tử nghe giảng kinh Địa Tạng, sư thầy nghe sư cô Anh Nghiêm nói cái chuyện này thì hôm kia hôm kìa rồi, và hai mẹ con từ khi nghe giảng kinh Địa Tạng và tụng kinh Địa Tạng thì thấy nó cũng gì thay đổi đi khá nhiều và yêu cuộc sống hơn một chút. Và hình như là nghe cô Anh Nghiêm nói là nhà đâu có được mấy chục triệu muốn sửa cái nhà, nhưng bây giờ thì đang phân vân không biết là ở nhà để sửa nhà hay là ra tận đây để gì, để tận mặt gì nhìn thấy thầy và được nhìn thấy chư tăng, nhìn thấy đại chúng, để tận tự thân mình được tu tập giáo hội tu tập pháp hội Quán Âm Tam Thể niệm lần này, phân vân. Nếu đi thì mất tiền tàu tiền xe, về không có tiền để sửa nhà nữa, mà ở nhà sửa nhà thì không được gì, không được ra tham dự pháp hội nữa, đang phân vân. Gọi điện cho sư cô Anh Nghiêm hôm trước thì phải, thầy nghe cô Anh Nghiêm nói câu chuyện này và nay đọc cái lá thư, cái câu hỏi này thì thầy chắc chắn cái trường hợp đấy. Và hôm nay chắc là Phật tử có ở đây rồi cho nên mới nói là xin 10 phút vào ngày cuối. Thôi thầy mới thêm hẳn 5 phút cho là gì? 15 phút luôn ở chỗ đấy. Thôi cái trường hợp này thì cứ vào buổi trưa ngày thứ ba thì gặp thầy để hỏi trực tiếp xem như thế nào. Cái này là cũng do cái nghiệp đấy. Không phải một mình Phật tử này khổ như vậy đâu. Còn rất nhiều ở người ở thế gian khổ, thậm chí còn khổ hơn thế này. Nhưng mà gì? Họ chưa biết cái Phật Pháp. Những Phật tử này khổ nhưng may biết cái Phật Pháp. Cho nên nếu không dính vào cái vấn đề tự vẫn nữa thì Đức Phật nói ở trong kinh gì? Người tự đoạn mạng sống của mình đồng với người gì? Người giết người khác. Cho nên tất cả những người tự đoạn mạng sống của mình đều bị đọa trong gì? Các đường khổ đau. Đó là địa ngục và ngạ quỷ cả. Cho nên các Phật tử chúng ta có ai khổ đến đâu đi chăng nữa cũng đừng có nghĩ đến tự đoạn mạng sống của mình, mà càng khổ chúng ta càng phải gì? Càng phải tu cho tốt hơn. Càng khổ thì càng phải gì? Muốn dứt khổ thì phải tu điều thiện. Ai có những cái nỗi khổ đó cứ đến bán cho Phật. Bán cho Phật bằng cách nào? Tin Phật, lễ Phật và niệm Phật. Cứ như vậy và cầu nguyện là gì? Đời sau, kiếp sau, con nguyện gì? Được sinh về Tây Phương hoặc sinh về bất cứ một thế giới nào đều có Phật. Thế giới nào không có Phật, con gì? Con sẽ không sinh về. Đó, đem cái công đức niệm Phật, lễ Phật, tụng kinh đó mà gì? Mà hồi hướng như vậy. Tôi tin rằng Phật Bồ Tát sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu. Giống như quốc sư Ngọc Lâm, đời trước kiếp trước Ngài gì? Rất xấu. Cho nên á, bị chư Tăng và đại chúng là chửi bới và có những cái lời xúc phạm, Ngài không thể chịu được. Vốn là bị Tăng đấy, nhưng mà chữ rất đẹp, nhưng mà người rất xấu. Cho nên cô gì? Một cô tiểu thư quan quan tể tướng đến chùa lễ Phật, thấy cái chữ thờ ở trên chùa thì rất thích. Và cô ấy nghĩ rằng gì? Chữ đẹp thế này chắc chắn người phải đẹp lắm. Và cô về cô tương tư gì? Tương tư cái chữ thờ ở trên thì câu đối vào hành phi thờ trên chùa đó các quý vị. Rồi cô ấy lân mẫn với nhà chùa gần gũi. Lâu ngày cô mới xin gì? Xin thầy chi khách là hỏi là gì? Cái chữ này là do ai viết? Thầy chi khách nói là gì? Do một vị tăng ở trong chùa viết. Ôi cô này gì? Lúc đầu nghe nói là vị tăng trong chùa viết cho nên cô ấy hơi thất vọng. Nhưng mà do gì? Cái nhân duyên, cái mối lương duyên nhiều đời nhiều kiếp cho nên khiến cô về tăng cô cũng tương tư luôn.
Sư cô cũng tương tư, thế mới đau chứ lại. Ôi giời, vỗ tay cái này là nguy hiểm á. Vỗ tay cái này nguy hiểm. Bảo là một mai có ai đến tương tư ông chủ trì khai nguyên thì chết thôi. Cái này không vỗ tay, cái này không nên vỗ tay. À, tôi đang nói cô ta có tương tư rất nhiều. À, một hôm cô ta không chịu được nữa và xin gặp thầy trụ trì. Thầy trụ trì đồng ý tiếp và tiếp thầy trụ trì. Thầy xin gì? Cô ta nói với thầy trụ trì, bạch thầy, con muốn gì? Con muốn xin một chữ của cái thầy gì? Cái thầy mà viết cái chữ câu đối hoành phi ở trên chùa để con về gì? Con treo ở trong phòng. Con thích xin một chữ tâm. À, xin một chữ tâm. À, cho nên thầy trụ trì nghĩ là thật, cho nên gì? Bố trí cho cô gặp. Gặp khi nhìn thấy gì? Cái thầy kia ra bưng chén nước ra thị giả cho sư phụ, các vị biết không? Người thì lùn thấp thấp, mà cái biếu ở trên lưng thì thật là to, mặt thì bị sẹo gì, bị nám, bị sẹo thật là ghê. Thấy một vị sư tử ở trong gì, hậu liêu đi ra bưng cái khay nước lên đặt lên bàn sư phụ, cô ta là gì, đã sợ rồi. Xong rồi qua gì, nói chuyện thì sư phụ nhận chén nước xong bảo là con nán lại đây một chút, và đệ tử nán lại ngước mặt lên, cô ta nhìn thấy một cái là cô ta gì, muốn ngất xỉu rồi. Và khi thì nghe ông thầy trụ trì giới thiệu là đây chính là gì? Là người vị tăng viết chữ kia, cô ta thì xỉu luôn. Đấy, cô ta xỉu luôn. Do cô ta xỉu, cho nên cô ta gì? Từ đó tới giờ, từ đó về sau cô ta không đến chùa nữa. Cho nên nhà chùa mất đi một gì? Một đại tín chủ. Chuyên là hay mang gạo, mang muối, mang thức ăn đến chùa để cúng dường hàng gì? Hàng tháng, đôi lần. Có tháng cô ấy mê cô ấy lên đến 3-4 lần. Chỉ muốn nhìn thấy cái gì, vị tăng có cái chữ, nét chữ đẹp có hồn kia thôi. Nhưng mà khi gặp một cái thì cô ta gì, thất vọng, vì chữ thì đẹp, sao người thì lại xấu thế. Cho nên cô ta về, cô ta mắc bệnh, và cô ta thất vọng mà, mắc bệnh và cô ta gì, không bao lâu thì cô ta gì, cô ta chết. Các sư trong chùa ai cũng chửi, chỉ cái ông sư ấy, và ông sư ấy do gì? Do không thể chịu được cái sự nhục, cái sự nhẫn nại ấy. Cho nên gì? Đã đi sang đằng sau và định treo cổ tự tử. Thì may là cái cụ hòa thượng trụ trì đấy, cụ là người gì? Có thần thông, cụ biết được. Cái khi ông ta gì? Cái vị sư đang chuẩn bị treo dây lên rồi buộc vào cổ, đang chuẩn bị lật cái ghế rồi thì vị hòa thượng từ đâu bước ra mà bảo con đang làm cái gì đấy? Thế bảo là vị này xuống khóc thì bạch thầy, con không muốn sống nữa. Tại do con mà gì? Cô tiểu thư kia gì? Chết. Chư tăng ở trong chùa thì ai cũng trách mắng con, bảo lấy lỗi của con, cho nên thì con chỉ có bằng cách gì chuộc lỗi là con chết thôi. Hòa thượng bảo rằng á, nếu con chết mà chuộc được lỗi thì ta không cản. Như trong kinh Đức Phật nói, từ đoạn mạng sống của mình thì tội đó đồng với gì? Đồng với tội sát sinh, tội đại sát sinh. Cho nên á, con phải suy nghĩ cho kỹ, sau khi con từ đoạn sống của mình, đoạn mạng sống của mình, cũng là lúc thì thần thức của con đọa vào trong A Tỳ địa ngục đấy. Cái ông đệ tử liền là gạt nước mắt, bỏ dây xuống và quỳ dưới chân sư phụ mà xin sư phụ là chỉ dạy cho. Sư phụ bảo bây giờ con phải gì? Lấy công để chuộc tội, nhất tâm để con muốn gì? Muốn thoát khỏi cái tấm thân gì xấu xí, bệnh tật, yếu đau của con, thì con phải gì? Chăm tụng kinh dược sư. Và vị này gì? Nhất tâm tụng kinh dược sư. Mấy năm sau thì vị này gì? Cũng xả bỏ báo thân và đi. Sau khi đi sinh lại, kiếp sau thì vị này làm gì? Chính là Ngọc Lâm Quốc Sư đó. Đẹp trai vô cùng. Có thể nói là gì? Đẹp như tôn giả A Nan luôn. Trăm người thấy, trăm người mê, vạn người thấy, vạn người gì? Vạn người thích. Đó. Không chỉ đẹp trai, phong độ không chỉ đường đường tăng tướng, mà còn gì? Văn hay, chữ tốt. Chữ của ngài gì? Vẫn đẹp như gì? Kiếp trước vậy. Ai nhân duyên thế nào kiếp sau? Cô kia cô lại sinh ra là con tể tướng tiếp. Nó lại mê cụ ấy tiếp. Ai, các vị xem cái bộ phim Ngọc Lâm Quốc Sư mà xem. Đó. Nhưng mà cuối cùng gì? Ngọc Lâm đều hóa cảm hóa được và cả hai người đều xuất ra. Cô ấy cũng xuất ra, Ngọc Lâm cũng xuất ra. Lúc cao điểm là gì? Ngọc Lâm thì phải bỏ đạo vì ông tể tướng, ông ép là gì? Nếu mà không về để con gái ông chết á, thì
thì ông gì, ông đốt chùa, ông giết tăng, cho nên bắt buộc là gì, phải về để cưới cô ấy. Nhưng cưới cô ấy trong đêm tân hôn, cụ ấy gì bảo đi nhiễu ba tuần hương. Các vị lên trên nhà tổ xem cái nén hương như ngón tay cái này, dài đến nửa mét, đốt một tuần hương như thế, xin xưa các quý vị có thấy cháy cả đêm. Mà cụ bảo đi nhiễu ba tuần hương như thế thì còn cái gì nữa, là đêm tân hôn đúng không? Cho nên nhiễu thì đến gần sáng thì cô ta mệt lử đử ra rồi mà xoăn phấn để trang điểm buổi chưa đón dâu á. Bây giờ thì mồ hôi nó ra, nó vã ra, nó nóng, nó vã rồi, nhìn mặt mũi nhoe nhoét ra, cô ấy xoay gương không nhận ra mình nữa. Cho nên Ngọc Lâm lúc đó mới tận dụng thuyết về gì? Về già. Bây giờ nàng chưa già mà nàng đã như thế rồi, mới chỉ có gì, mấy đi kinh hành có mấy tiếng đồng hồ, có ba tuần hương mà nàng đã như thế rồi. Còn sau này nàng mà già thì da nhăn, tóc bạc, da nhăn, lưng gù, sườn vẹo, gân chuyển, xương đau, bước bước gặp gành, tinh thần mờ mịt nữa thì sao đây? Ta cũng vậy, nàng còn yêu ta nữa không? Cho nên thấy cô ấy gì, chứng lại rồi một cái gì, Ngọc Lâm quốc sư lúc đó, chưa là quốc sư đâu, Ngọc Lâm sư phụ lúc đó liền là đem thuyết về khổ không vô thường vô ngã cho bạn ấy nghe, và thuyết về sinh già bệnh chết khổ tập diệt đạo cho bạn ấy nghe, và bạn ấy hiểu liền là gì? Gạt nước mắt để cho chồng xuất gia tiếp ngay trong cái rạng sáng đêm hôm đó. Và sau này cô ấy cũng xuất gia và trở thành gì? Vị Ngọc Lâm đó, sư phụ đó thì sau này trở thành Ngọc Lâm quốc sư nổi tiếng ở triều đại nhà Thanh, thời vua Càn Long bên Trung Quốc. Và cô ấy sau này cũng trở thành một vị sư ni nổi tiếng. Hai người cùng thì có thể được coi là gì, bậc cao tăng đắc đạo của Phật giáo Trung Quốc thời nhà Thanh lúc bấy giờ. Cho nên á, câu này vỗ tay có thể được. Đoạn này thì vỗ tay được. Đó, cho nên nói là gì, sinh già bệnh chết, những cái nỗi khổ như là Phật tử ở tận Đắk Lắk này, bây giờ mới là bệnh thôi, còn lúc chết nữa, tu làm sao cho đến lúc chết nó hết khổ. Thôi bây giờ về cái nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, nghe giảng kinh Địa Tạng đi, dần dần Phật tử sẽ thấy bớt khổ. Mà có thể gì, nương vào cái thần lực của Bồ Tát Địa Tạng và chư Phật gia trì cho. Nếu mà bệnh của con trai mình mà hết, xin Phật Bồ Tát gì đón con nó đi sớm, để cho con nó sớm được tái sinh là một kiếp người, hoặc là kiếp trời ở đời sau gì, nó được toàn vẹn thân thể, được tự chủ trong cuộc sống tốt hơn. Nếu mà bệnh mà còn thì gặp thầy gặp thuốc để cho cháu nó ít nhất cũng đi lại ở trong nhà được, sinh hoạt ở trong nhà được, vì nhiều chuyện đặc biệt lắm. Hôm qua nghe sư cô Anh Nghiêm khoe là có một trường hợp xuống đăng ký là gì, có đứa con hay đứa cháu gì đó bị cái bệnh gì, u não, bại não. Khi mà đi bệnh viện các nơi không khỏi, khi mà về gì, nghe thấy thầy giảng kinh Địa Tạng, bắt đầu gì, nghe và về cũng xuống thỉnh kinh Địa Tạng và đọc tụng được một thời gian, thì bây giờ cháu nó đã khỏi rồi. Hình như là ngày mai đăng ký chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu thì phải. Đó, tối qua mới nghe sư cô Anh Nghiêm lên phô như vậy, khổ lắm, tôi cái gì cũng phải nghe. Tốt cũng nghe, xấu cũng nghe, ai bảo làm trụ trì thì phải nghe gì, nghe hết là như thế. Thôi cái trường hợp này thì thầy tiếp vào hôm ngày mai, cho nên là để có gì thì nói cụ thể hơn sau. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.